Xin chào các bạn, mình tên là Nguyễn Đức Khôi, năm nay 8 tuổi. Bắt đầu để nói về mình là tự tin, trung thực, yêu dấu. Mong mọi người cùng với chúng mình. Hôm nay mình sẽ nhớ 30 cặp số do mẹ mình đặt ra. Các bạn cho 20 giây để mình nhìn lại. Bây giờ mình sẽ nhớ 06 83 75 94 6 2 98 16 16 32 11 11 57 09 59 69 69 42 70 66 39 55 88 60 88 60 88 60 5885 25 29 34 28 06 73 30 49. Cảm ơn các bạn nha. Nếu các bạn thấy video của mình hay, các bạn hãy cho một like, một comment, một chia sẻ. Tạm biệt các bạn.